Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Quang Jenny Ngày hôm nay thì uh, Bitcoin nó lại tụt đúng không ạ? Con nó tụt thì uh, sẽ rất là nhiều người lo lắng Thì chúng ta cũng uh, phải nhìn tới một cái tương lai đó là đến một thời, lúc nào đó Bitcoin nó cũng sẽ có những cái lúc mà nó downtrend hay là nó cũng thời gian dài nó không có tăng Thế thì những cái hold spot, cái mà chúng ta mua, uh, coi rồi chúng ta chờ nó lên cao nó bán thì sẽ không còn có tác dụng nữa đó thì uh, chúng ta mua nhưng nó không có tăng hoặc là nó sẽ rất là lâu nó mới tăng được thế thì chúng ta phải nghĩ đến cái việc nó là trade ha. Mình cũng có chia sẻ khá là nhiều những cái kiến thức về trading các thứ ở trên cái channel Zenny News, mọi người có thể lên đó để để tham khảo thêm với những các bạn mà chưa biết gì. Ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ mọi người một cái tư duy về trade ở trên các cái sàn giao dịch thì như thế nào. Thì hầu hết là anh chị em ai chúng ta cũng có hầu coi ở trên các cái sàn như là Binance hay là hobby gì đó, FTX. Thế nhưng mà để mà chúng ta chơi luôn ở trên cái tài khoản đó thì nó lại là một cái điều không được hay cho lắm. Vì là cái thằng sàn khi mà nó nó giữ rất là nhiều coi như vậy thì hoàn toàn nó có thể dùng chính cái số coi của chúng ta để nó để nó giết chúng ta, để nó khi chúng ta bằng những cái dâu hoặc là những cái cái nến nó giật lên giật xuống rất là mạnh. Như vậy chúng ta hay nói là chúng ta mà chơi trên Binance thì thường chỉ làm giàu cho CZ mà thôi. À, cái thứ hai nữa là khi mà chúng ta trade và hold ở trên cùng một tài khoản thì nó dẫn đến là cái tài khoản nó không rạch rồi rất có thể là cái tài khoản trade nó sẽ kéo theo cháy sạch luôn cả cái tài khoản hâu. cho nên là uh, hoặc là chúng ta sẽ bị ảnh hưởng khi mà nó không rạch ròi ra như vậy thì chúng ta dễ là ở thứ trước là mình nhìn thấy cái đà này là là ăn coi biết nó còn xuống nữa thì mình bán sạch luôn cái tài khoản hâu của mình thì nó sẽ, sẽ bị ảnh hưởng như vậy đã hâu là để nguyên không có động vào cho chơi thì thì dùng một số vốn nhỏ ở trên một cái sàn khác đó là cái cách mà mình nghĩ là rất là nhiều các anh chị em mà pro hay master họ đang đều dùng Hôm nay mình sẽ giới thiệu mọi người một cái sàn đó là cái sàn MoonXBT. Thì hiện tại là sàn MoonXBT đang có hỗ trợ cho các anh chị em mà đăng ký theo cái đường link mà hướng ở bên dưới à, qua channel Quang Jenny nhé chỉ trên cái channel này thôi thì sẽ được một cái ưu đãi tức là mọi người nạp vào đó à, 100 đô thì mọi người sẽ có thể nhận được 10 đô hay là tối đa là 500 đô thì sẽ nhận được 55 đô tiền bonus. Cái bonus đấy thì có thể, mặc dù là không thể rút được ra nhưng ta có thể dùng nó để chơi có thể dùng để test thử có thể dùng để trade nếu mà trade được ra tiền thì cái số tiền đó chúng ta có thể rút được nha Đấy. và hơn một triệu đồng cũng là rất là quý giá để chúng ta có thể là dùng để trade thử những cái phương pháp mới hay là để các bạn mới có thể là hiểu cách trade như thế nào thì ở trên cái sàn này nó có một cái lợi thế đó là cái khi mà chúng ta vào lệnh ấy, thì cái biên độ giãn giãn lệnh nó sẽ không có quá là cao như là những cái sàn khác ví dụ bạn vào một cái sàn những cái sàn lớn như là binance các thứ thì cái spread ấy, cái độ giãn lệnh ví dụ bạn đang đặt lệnh mua vào ở 39555 nhưng mà khi mà vào thậm chí nó có thể là nó nhảy lên bố nó tận 39,600 cơ kiểu như vậy hay là đó và cái nữa là ở đây thì hiện tại là cái chi phí của cái lệnh nó sẽ được ghi luôn ở bên dưới đó chúng ta sẽ nhìn thấy ở cái phần góc dưới cùng bên tay trái nó có phần là tổng phải trả thì nó Tức chúng ta chỉ dùng 100 đô để ký quỹ thôi nhưng mà số tiền chúng ta phải trả nó là 105 đô thì nó nó tương với tuần đòn bẩy đúng không ạ? Ở đây sàn này nó thu phí rất là thấp, nó chỉ 0,05% trên một lệnh mà thôi. Hiện tại chúng ta đánh 100 đô nhưng mà đòn bẩy lên đến 100 100x thì uh, 100x chẳng hạn đó. Thì cái số tiền chúng ta đánh nó sẽ là um, 10.000 đô đúng không ạ? 10.000 đô và cái chi phí của 10.000 đô đấy, cái lệnh 10.000 đô đó sẽ là 5% và chúng ta sẽ dùng đó để để có thể là trade được ha. thì uh, mọi người có thể là thử trên cái sàn này, những cái sàn như thế này nó rất là được nhiều các cái trader lớn và nổi tiếng, các cái đội nhóm lớn người ta cũng trade rất là nhiều trên cái sàn bt này. nó có những cái đặc điểm, đặc điểm đó là dễ nhìn, giao diện rất là dễ nhìn. nếu mọi người nhảy sang cái sàn này mọi người sẽ rất là dễ để có thể là hiểu và chơi được luôn. đồng thời là nó sẽ không có nhiều dâu, chúng ta sẽ không bị xe rét nó thịt. những cái sàn quá là lớn ấy nó có thể là Hoành nó có thể tự tác nó giật dâu giật xuống nhưng những sàn nhỏ như này thì họ phải đi theo những cái uh, những cái sàn khác họ sẽ không tự động như đưa những cái dâu dài như vậy được đó và nó sẽ tính chung tính chung theo cái giá trị của nhiều sàn nên là cái, cái biên độ uh, giật dâu của nó sẽ không có quá lớn chúng ta sẽ không dễ bị cháy tài, tài khoản như ở những cái sàn khác đúng không ạ rồi thì đó là những cái thông tin mà mọi người có thể là hiểu ở trên cái sàn này sàn này là một cái sàn uh, với phí giao dịch khá là thấp, biên độ nhỏ là một cái sàn mà mình khuyên mọi người có thể là sử dụng để chơi, cách chơi để dễ dàng, ha? quản lý lệnh cũng dễ dàng, không bị lag Mỗi lần mà ví dụ như thị trường có biến động, chúng ta không không quá là lo lắng khi mà ví dụ như binance thường không vào được đúng không ạ? Những cái sàn này thì chúng ta vào thoải mái. Nhá, yeah, ok. Rồi nếu mọi người có muốn tham gia vào cái sàn này thì hãy đăng ký ở cái đường link bên dưới và cũng để ủng hộ cho channel quang Jenny Thì có thể có kinh phí để tiếp tục hoạt động trong thời gian tới đưa những cái thông tin đến cho mọi người ha ok hẹn gặp lại mọi người ở trong những cái video tiếp theo bye bye